Chào tất cả các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với Unit 8 phần Writing a Postcard. Ở phần này, chúng ta sẽ được đến với kỹ năng viết và luyện viết một tấm thiệp. Language Part, Because. Chúng ta sẽ đến với phần trọng tâm ngôn ngữ, đó là cái từ nối Because. Cái từ Because có nghĩa là bởi vì nó sẽ nối một mệnh đề chỉ lý do. Number one, choose the correct words. Hãy chọn những cái từ đúng. Ở đây chúng ta sẽ có một số từ nối xen kẽ từ because và các từ khác. Ở đây chúng ta có từ so là do vậy, từ and là và, từ but là nhưng. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ lắp ghép các từ vào ngữ cảnh của câu. Và câu số 1. Câu số 1 đáp án của chúng ta là We need to buy a guestbook for Istanbul. Chúng tôi cần mua một cái quyển sách hướng dẫn để đến Istanbul. Chúng tôi không biết về thành phố đó. Vậy ở đây chúng ta cần một lý do, bởi vì chúng tôi không biết về thành phố đó, đúng không nào? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ điền thông tin là câu số 1 chúng ta sẽ điền because, bởi vì. Rồi, number 2, the swimming pool is 6 km away. Cái bể bơi này thì cách xa 6 cây. Chúng ta không thể đi điện bộ đến đó, vậy thì chúng ta sẽ dùng từ sâu. Từ sâu là do vậy. Number 3, ở London, bạn sẽ thăm một cái công viên, bạn sẽ thăm thú được một công viên rất là đẹp. Những cái bức tượng nổi tiếng, chúng ta có từ monuments là những cái bức tượng nổi tiếng. Thế đây là kết hợp thôi, bổ sung thông tin chúng ta dùng từ and. Number 4, I like beach holidays. Tôi thích những kỳ nghỉ bãi biển. Bởi vì tôi thích bơi và ngồi ở dưới nắng, dưới mặt trời. Thế đây chúng ta sẽ dùng từ because. Number 5, ông của tôi thì được sinh ra ở nước Pháp. Do vậy, ông nói tiếng Pháp rất là thành thục. Vậy ở đây chúng ta sẽ cần một cái kết quả. Sinh ra ở nước Pháp, do vậy nói tiếng Pháp rất thành thục. Câu số 6 và thứ 6, bạn có thể đi mua sắm hoặc là bắt tàu. Hoặc là đi tàu trên sông, take a boat on the river. Vậy mình sẽ chọn or. Number 2, complete the sentences with because and the given phrases. Hãy hoàn thành các câu với cái từ because và những cái cụm từ người ta cho. Vậy đây đầu tiên chúng ta đến các cái cụm mệnh đề ở đây. Các cái mệnh đề ở đây người ta cho như thế nào nhá? He's very fit, anh ấy rất là khỏe mạnh. He's ill, anh ấy bị ốm. I can't speak Italian, tôi không thể nói được tiếng Ý. I'm really hot. Tôi thực sự thấy nóng. It's an interesting subject. Nó là một chủ đề thú vị. It's really exciting. Nó thực sự là thú vị. It's very expensive. Nó rất là đắt. We are hungry. Chúng tôi đói. Vậy thì đây chúng ta sẽ kết nối because với từ ngữ cảnh nhé. Ở câu số 1, bố của tôi thì không ở nơi làm việc. Bố của tôi thì không ở nơi làm việc. Bởi vì bố của tôi bị ốm, vậy chúng ta sẽ cần một mệnh đề đằng sau do từ because có chủ ngữ là he, đúng nào? Vậy ở đây là mình sẽ ghi là because he's ill. Ok, number 2, I never go to that sports shop. Tôi không bao giờ đi đến cái cửa hàng thể thao đó, bởi vì nó rất là đắt. Thì ở đây chúng ta sẽ có là because it's very expensive. It's very expensive. Rồi, chúng ta cùng chuyển đến number 3. We are making some sandwiches. Chúng tôi đang làm một vài cái bánh sandwich bởi vì chúng tôi bị đói. We are hungry. Number 4, I've got a fresh book. Tôi có một từ điển danh từ bởi vì tôi không thể nói được tiếng tiếng Ý. Because I can't speak Italian, okay? Because I Italian. Number 5, John can swim fast. John có thể bơi rất nhanh bởi vì cậu ấy khỏe mà. Because he's very fit.
Number 6, I'm going to open the window. Tôi sẽ mở cửa bởi vì tôi thực sự là nóng. Because I'm really hot. Okay, I'm really hot. Number 7, I always enjoy geography. Tôi luôn luôn thích môn địa lý bởi vì nó là một môn học thú vị. Because it's really exciting. Because it's an interesting subject. Number 8, we loved that new film. Tôi yêu cái bộ phim mới đó bởi vì nó thực sự là thú vị. Ở đây chúng ta cần chú là it các bạn nhé. Because it was thì quá khứ rồi đúng không nào? It was really exciting. Number 3, task 3. Jim is going to go on a weekend trip with Charlie family. Read the notes, read complete the letter. Ở phần này, Jim sẽ đi tham gia một kỳ nghỉ cuối tuần với gia đình của Charlie. Hãy đọc những cái ghi chép sau đó hoàn thành bức thư nhé. Đầu tiên chúng ta đến với phần ghi chép nào, ghi chú ngắn gọn. Ở phần này chúng ta sẽ có introduction là phần giới thiệu. Next weekend, cuối tuần tới, plans for the trip, các kế hoạch cho chuyến đi. Plans for Friday evening, kế hoạch cho buổi tối thứ sáu. Come to the house, how about six? Drive to home, journey an hour. Đi đến nhà của bạn lúc 6:30, lái xe tới home. Cuộc hành trình kéo, chuyến đi kéo dài một tiếng. Place to stay, nơi để ở. Stay in a small house near the sea. Ở trong một ngôi nhà nhỏ gần bờ biển. Plans for Saturday, kế hoạch cho thứ bảy. Spend time on the beach, this chance. Dành thời gian trên bãi biển, cần quần tắm, chance, quần đùi tắm. Plans for Sunday, kế hoạch cho chủ nhật. Go out in my dad's small boat, bring waterproofs, home and eat. Đi ra ngoài với con thuyền nhỏ của bố tôi, hãy mang theo những cái đồ chống thấm nước. Về nhà lúc 8 giờ. Vậy đây chúng ta hãy cùng đến với cái tấm thiệp và cái bức thư chúng ta sẽ xem nội dung bức thư chúng ta cần điền những thông tin gì nhá. Hi Jim, Jim thân mến, I'm really happy that you're going to come away with us next weekend. Tớ thực sự là vui khi cậu có thể đi xa với chúng tớ vào cuối tuần tới. I'm emailing you because I want to tell you more about our plans for the trips. Tớ đang viết email cho cậu bởi vì tớ muốn kể cho cậu nhiều hơn về kế hoạch của chuyến đi. Thì ở đây chúng ta sẽ có từ plans cho kế hoạch. Đầu tiên là on là vào ngày nào? On Friday evening. Đầu tiên là on Friday evening. Evening. We are going to come to your house. Chúng tôi sẽ về đến nhà của bạn lúc mấy giờ nào? Chúng ta có giờ ở đây đúng không ạ? Đến nhà lúc 6:30, 6:30. Okay. Và sau đó chúng tôi sẽ lái xe tới home. Okay. And then we are going to drive. Cố viết lên luôn nhé. To drive. Okay. I think the journey we take. Tôi nghĩ là cái chuyến đi đó sẽ kéo dài 1 giờ, an hour. We are going to stay in a small house near the sea. Chúng ta đến tiếp theo là nơi để ở. We are going to là nói về kế hoạch. We are going to stay in a small house near the sea. We are going to stay in a small house. In a small house near the sea. Okay. We went there last year and we had a great time. I can't wait to go again. Chúng tôi đã đi đến đó vào năm ngoái và đã có một khoảng thời gian thật là tuyệt vời. Tôi không thể chờ đợi để đi nữa. On Saturday, và thứ bảy, on Saturday.
We are going to spend time on the beach. Chúng tôi sẽ dành thời gian ở trên bãi biển. Đúng nào? Đây chúng ta phải spend time on the beach. Vậy ở đây chúng ta sẽ viết là we are going to spend time. Bốn chữ chúng ta viết cách ra nhá. Ở đây sẽ viết liền luôn để cho đỡ xuống dòng mất thời gian. On the beach, so we need your waterproof. Waterproof. I'm sorry, Mr. Trunks. Ở đây chúng ta sẽ cần quần đùi đúng không? Mr. Trunks. Okay, I hope the weather will be good. Tôi hy vọng là thời tiết sẽ tốt. Tiếp theo là on Sunday, we are going to go out. Go out in my dad's small boat. Trên cái thuyền nhỏ của bố tôi, my dad. Small boat. Don't forget the waterproof. Đừng quên mang theo những cái đồ chống thấm nước nhé. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ trở về nhà lúc 8 giờ. Rồi, ở bài số 4, chúng ta hãy tưởng tượng là Jim sẽ ở lại gia đình của Charlie. Jim muốn gửi một tấm thiệp cho bố mẹ của mình, Sam và Joshua. Hãy giúp bạn ấy thiết kế một tấm thiệp đẹp và viết một vài chữ lên đó. Thì chúng ta có hai việc. Thứ nhất là thiết kế một tấm thiệp này, và thứ hai là chúng ta sẽ viết các cái nội dung lên đó nhé. Rồi, chúng ta hãy cùng đến nội dung của tấm thiệp. The 20th of May, ngày 20 tháng 5. Dear mom and dad, bố và mẹ thân mến, I arrived in home last night. Con đã đến hôm vào tối hôm qua. The weather is really nice. Thời tiết ở đây thực sự là tuyệt vời. Charlie's family and I are going to stay here for 2 days. Gia đình của Charlie và con thì sẽ dự định ở đây trong 2 ngày. We are staying in a small house near the sea. Bọn hội chúng con thì sẽ ở lại trong một ngôi nhà nhỏ gần bên bờ biển. The view from the house is so nice and wonderful. Cái cảnh từ nhà nhìn ra biển thì rất là đẹp và tuyệt vời. I have visited some great places here. Con đã thăm rất là nhiều nơi tuyệt vời ở đây. Tomorrow we are going to spend time on the beach. Sáng mai thì chúng con sẽ dành thời gian trên bãi biển. I feel very excited to discover this beautiful beach. Con cảm thấy rất là thú vị, thích thú để khám phá ra cái bãi biển tuyệt vời này. And on Sunday, we are going to go out in a small boat of Charlie's dad. Và vào chủ nhật thì chúng con sẽ dự định đi ra ngoài trên chiếc thuyền nhỏ của bố Charlie. It sounds fantastic, right? Nó nghe có vẻ rất thú vị, phải không nào? I wish you were here now. You will definitely enjoy it. Con ước là bố mẹ bây giờ đang ở đây. Chắc chắn là bố mẹ sẽ thích nó. Vậy thì bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Các em đã biết cách viết một tấm thiệp kể về một chuyến đi của mình, lên kế hoạch cũng như là kể về một chuyến đi. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi học tới. Đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục nhận được nhiều bài giảng thú vị hơn trong tương lai nhé.